Đến với chương trình Nàng Dâu Thời Nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:15 thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long kết hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và bây giờ chúng ta hãy chào đón hai gia đình đến với chương trình Nàng Dâu Thời Nay nhé. Xin mời quý vị đón chào gia đình đầu tiên. Vâng, chúng ta làm xin chào gia đình mình ạ. Dạ, em xin chào anh Kim Tiến Long. Chào em. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Trương Thị Mộng Tuyền. Năm nay em 40 tuổi. Mộng Tuyền. Dạ, công việc của em là bán shop thời trang. Bán shop thời trang. Dạ. Còn xin chào Kim Tử Long và khán giả. Tôi tên là Phạm Thị Huệ, nội trợ nhà. Dạ, còn anh trai ạ. Xin chào anh Kim Tử Long, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Quỳnh Minh Ngọc, năm nay 41 tuổi, hiện tại em đang làm tài xế. Tài xế. Dạ. Theo Tử Long thấy rằng là mẹ chồng với nàng dâu hai người rất là hợp tánh tình với nhau ha. Có bao giờ có những cái xung đột với nhau không? Không có gì hết, nhưng mà có điều là thì nó nhiều khi bực. Bực? Bực là tại vì chồng nó có cái chuyện gì nó không có nói cho mình nghe. À. Nếu mà nó nói cho mình chia sẻ cho hai đứa nó vui. À, có nghĩa là hai vợ chồng mà có lục đục với nhau là không bao giờ nói cho mẹ chồng nghe. Dạ, tại vì nếu mà nói cho mẹ nghe là mẹ lúc nào cũng la ảnh hết trơn á. À. Tại vì mẹ bên em không à. Thành thử đây không nói luôn. Dạ. Tại đó. Vì con dâu nó ngoan mà, suốt ngày nó đi làm, nó dạ. lo trong công việc, tôn tất trong nhà cửa. Thì hỏi dạ. thử ai mà không thương, con dâu như là con ruột của mình vậy đó. Đó, và bây giờ chúng ta hãy vào vị trí để chuẩn bị tiếp tục vào vòng 1 của chương trình nhé. Xin mời ạ. Và bây giờ chúng ta hãy đến với gia đình thứ hai. Dạ. Kim Tử Long xin chào gia đình của mình à. Chào anh Kim Tử Long. Dạ, em kính chào quý vị khán giả. Em tên là Kim Anh. Hiện tại em 34 tuổi. Em đang làm kế toán ở công ty xây dựng. À, kế toán. Dạ, con mẹ. Xin chào MC Kim Tử Long. Dạ. Xin chào quý vị khán giả. À, tôi tên Nguyễn Thị Phượng, năm nay 58 tuổi, công việc đó là nội trợ. Dạ, nội trợ. Còn em trai? Dạ, em xin chào anh Kim Tử Long, tên là Lê Hoàng Vũ. Vũ. Nghề nghiệp của em là công nhân may. Công nhân may. Dạ. À, và hôm nay đến với chương trình thì ai là người đây đăng ký ạ? Đây. Mẹ, đến với chương trình Nàng Dâu Thời Nay, hy vọng rằng là những tâm sự cũng như chia sẻ của gia đình sẽ thông cảm nhiều hơn. Xin mời vào vị trí của mình nhé. Và bây giờ đến với chương trình Nàng Dâu Thời Nay, chúng ta đến với vòng 1 mang tên Mẹ Con Hợp Ý. Nhưng trước khi đến với vòng 1, chúng ta hãy nghỉ giải lao trong chốc lát. Chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình Nàng Dâu Thời Nay với vòng 1 mang tên Mẹ Con Hợp Ý. Luật chơi, cả hai đội sẽ cùng nhau tham gia trả lời 3 câu hỏi với 3 chủ đề khác nhau do chương trình đưa ra. Hai gia đình có thời gian hội ý và phân công thành viên để chọn ra người phù hợp với từng chủ đề. Thời gian trả lời là 10 giây sau khi MC kết thúc câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng đạt 10 điểm. Nếu bấm chuông nhưng trả lời sai hoặc thiếu, đại diện đội còn lại sẽ có thể bổ sung và trả lời trong 5 giây tiếp theo, và nếu đúng thì đạt 5 điểm. Trước khi đến vào mùa 1, chúng ta hãy cùng đặt cho gia đình mình một cái tên để tiện bề giao lưu nhé. 5 giây hội ý, bắt đầu. Vâng, 5 giây đã hết. Gia đình em đặt tên cho mình là gì dạ, ạ? Gia đình em đặt tên là Mì Quảng ạ. Mì Quảng? Dạ. Gia đình thích ăn mì Quảng hả? Tại vì mới lần đầu á, là gặp xã là ảnh vô quán em, hồi đó em còn sinh viên á, em phụ quán mì Quảng cho chị hai. Cái ảnh vô ảnh ăn mì Quảng, cái rồi mắt nhìn mắt rồi, cái ngày nào ảnh cũng tới ảnh ăn mì Quảng hết á. Thích luôn. Dạ. Ồ, thành thử ra gia đình mình bây giờ đặt cái kỷ niệm tên là mì Quảng. Dạ. Hay. Còn gia đình em ạ? Dạ, gia đình em đặt tên là Hủ Tiếu. Hủ Tiếu. Dạ. Em đừng có nói là em gặp
chồng em ở quán hủ tiếu nha. Dạ không, hồi đó em không có thích ăn hủ tiếu gì mấy, em ghét lắm. Nhưng mà khi ảnh dẫn em về nhà chơi á, cái mẹ chồng em nấu hủ tiếu ăn á, cái em cũng ăn mà em thấy ngon quá, cái em thích luôn. Em thích luôn. Dạ, cái từ đó về sau cái mỗi lần mẹ ơi con thèm hủ tiếu là cái mẹ nấu. Dạ. Mẹ nấu hủ tiếu Nam Giang hay là nấu hủ tiếu thường thôi? Dạ, mẹ nấu hủ tiếu Nam Giang. Ngon nha. Dạ. Vì vậy cho nên là gia đình mình lấy là tên hủ tiếu. Dạ. Hay mì Quảng, hủ tiếu. Và bây giờ chúng ta đến với ba câu hỏi với ba chủ đề: văn hóa, trái cây và địa lý. Chúng ta sẽ có 5 giây để tham khảo coi một trong các thành viên của gia đình của mình ai là hợp với từng chủ đề để đưa ra thách đấu nha. 5 giây hội ý bắt đầu. Vâng, 5 giây đã hết. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề đầu tiên, đó là chủ đề văn hóa. Xin mời hai thành viên của hai gia đình với chủ đề văn hóa bước vào vị trí. À, là hai mẹ à. Xin mời hai mẹ vào vị trí ạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu hỏi số 1 với chủ đề văn hóa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam diễn ra vào tháng mấy âm lịch? Hết. Mẹ trả lời. Tháng 4. Tháng 4. Câu trả lời là tháng 4 âm lịch là câu trả lời chính xác. Dạ, 10 điểm là thuộc về gia đình mình. Dạ, xin mời hai mẹ trở về vị trí ạ. Câu số 1, gia đình hủ tiếu đã đem về cho gia đình mình 10 điểm. Bây giờ chúng ta đến với câu số 2 với chủ đề trái cây. Xin mời hai thành viên với chủ đề trái cây bước vào vị trí ạ. Xin mời. Xin mời. Câu hỏi về chủ đề trái cây như sau: quả gì tên gọi dịu êm, nhớ bầu sữa mẹ, nuôi em thỏa nào là trái gì? Phạm luật chứ, nó chưa hết mà. Rồi, bây giờ danh quyền trả lời. Em trả lời là trái gì? Trái gì? Vú sữa. Trái vú sữa. Gia đình mì Quảng dành về cho mình 10 điểm. Rồi. Với hai câu hỏi được rồi thì hai gia đình mì Quảng và gia đình hủ tiếu đã đem về mỗi gia đình là 10 điểm. Chúng ta đến với câu hỏi số 3 với chủ đề là địa lý. Xin mời hai thành viên còn lại ạ. Xin mời. Bây giờ câu hỏi chủ đề về địa lý như sau. Câu hỏi: cực nam trên đất liền của Việt Nam nằm ở tỉnh nào? Hết. Em. Cà Mau. Cực nam trên đất liền của Việt Nam ở tỉnh Cà Mau. Đó là câu trả lời chính xác. Xin mời hai gia đình trở về vị trí. Sau 3 câu hỏi thì số điểm như sau: gia đình hủ tiếu đã có 20 điểm và gia đình mì Quảng 10 điểm. Bây giờ chúng ta đến với vòng 2 mang tên con dâu của mẹ. Nhưng trước khi đến với vòng 2, chúng ta nghỉ lại trong giây lát. Chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình Nàng Dâu Thời Nay với vòng 2 mang tên con dâu của mẹ. Có một thử thách rất dễ với hai gia đình của chúng ta. Ở trên bàn có tôm nè, thịt luộc nè, các loại rau nè, bún nè, bánh tráng nè. Nhiệm vụ của hai gia đình làm sao trong vòng 7 phút gói gỏi cuốn, làm sao gói càng nhiều càng tốt. 7 phút, nếu gia đình nào gói nhiều hơn thì gia đình đó sẽ chiến thắng. Mà gói phải đẹp đẹp rồi nha. Mà cái gói đó mà bị bể không tính. Phải không bể nha. Hai gia đình đã rõ chưa? Rõ đâu đúng không? Vậy thì 7 phút bắt đầu. Mời đeo bao tay vô nha. Đeo bao tay vô. Chúng ta phải làm sao? Quan trọng nhất là không được bể. Ở nhà mình có bao giờ mình phụ mẹ làm cái này không? Dạ ít lắm. Ít lắm à. Em cắt thịt mỏng thật là mỏng mới được nha. Vậy là nó sẽ làm cho cái gỏi cuốn của mình không đẹp mắt. Lột tôm ra lẹ lên, lột tôm ra, đúng rồi. Đáng lấy con tôm phải tách ra làm đôi nha. À, mình thiếu hẹ nè mẹ ơi, phải có hẹ. Thường thường gỏi cuốn là phải có hẹ. Bên đây. Nhanh lên. Rồi cuốn. Để thịt vô. Tôm cắt làm đôi nha. Tôm phải tách ra làm đôi mới được. Chứ không nó dày quá nó sẽ làm cho cộm. Lột hết cái này ra, hết cái vỏ ra. Cắt làm đôi nha, chẻ con tôm ra. Vâng, gia đình của hủ tiếu đã làm hoàn thành được một chiếc gỏi cuốn.
Còn gia đình bên Mì Quảng chưa có cuốn nào, đang cố gắng. Nhớ nha, đừng làm bể nha, đừng cho nước nhiều quá. Lột cái đầu này ra luôn, hết ra luôn, lột vậy nè, đó, lột, nó sát ra, ừ đúng rồi. Và bây giờ thì Kim Thảo Long thấy là bên đây đang được một cuốn rồi. Quan trọng là chúng ta phải làm sao không bị bể nha. Gia đình của Mì Quảng là làm được 2 cuốn. Gia đình của Hủ Tiếu làm được 3 cuốn. Chà, chồng của em làm hay quá Tuyền ơi. Rất khéo, rất nhanh. Để lên cái dĩa này nè Tuyền. Gia đình của Mì Quảng làm được 2 cuốn. Long nghĩ rằng 2 cuốn này nó đều đẹp, nhưng mà hơi bị nhỏ, hơi bị ốm. Ngon quá cả nhà ơi. Nhanh lên cả nhà ơi, thời gian chỉ còn hơn 1 phút nữa thôi. Nhanh lên nữa. Gia đình Mì Quảng, nhanh lên. Mình phải làm cho thật khéo léo để không đứt tay nha. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Vâng, sau 7 phút thì hai gia đình của chúng ta, gia đình Hủ Tiếu và gia đình Mì Quảng đã làm xong gọi cuốn tôm thịt. Bây giờ chúng ta hãy xem ai sẽ có số lượng nhiều hơn. Vâng, bắt đầu từ gia đình Mì Quảng. Ồ, Kim Thảo Long nhận thấy là đây gói cũng rất là đẹp, đẹp mắt nhưng mà hơi ốm nha, hơi ốm. Ăn thường thường ta ăn chừng 2 cuốn ta no, còn này phải ăn 4-5 cuốn mới no. Bây giờ chúng ta sẽ đếm. 1 2 3 4 5 6 7 7 cái gói cuốn. Còn bây giờ gia đình Hủ Tiếu. Gia đình Hủ Tiếu gói có bộ chắc tay hơn, mập mạp hơn, to hơn. Bây giờ chúng ta hãy đếm coi xem được bao nhiêu cái gói cuốn nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 cái gói cuốn. Wow, mình chỉ hơn bên kia có một cuốn một à. Nhưng mà một cuốn vẫn là hơn. Vì cho nên là 40 điểm đã thuộc về gia đình Hủ Tiếu. Vâng, sau 7 phút thì hai gia đình đã làm xong 2 dĩa gọi cuốn. Gia đình của Mì Quảng có 7 cuốn và gia đình của Hủ Tiếu 8 cuốn. Và 40 điểm đã thuộc về gia đình Hủ Tiếu. Có nghĩa là chúng ta phải tạm chia tay với gia đình Mì Quảng. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn có phần thưởng là 2 triệu đồng cộng với một phiếu mua ba lô túi sách vali trị giá 1 triệu đồng. Xin mời ạ. Đến với chương trình này là quá vui. Quá vui. Vui nhiều lắm. Con dâu lúc đầu thì về với mẹ thì chưa có được như ý, nhưng mà sau này thì con dâu rất là hợp với mẹ. Dạ, càng ngày càng hợp hơn. Càng hợp hơn. Anh xã ảnh hay rụt rè á, có cơ hội mẹ rủ thì em nghĩ là nên cho ảnh đi ra để ảnh giao tiếp. Với lại ảnh nghe có anh Kim Tử Long nên ảnh cũng cố gắng để lên đây. À, cảm ơn Vũ rất là nhiều. Rồi, hy vọng rằng là sau chương trình này thì gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, sẽ có nhiều sự gắn kết hơn. Vâng, và bây giờ thì chúng ta hãy đến với vòng 3 mang tên Chung Một Mái Nhà. Nhưng trước khi đến với vòng 3, chúng ta nghỉ giải lao trong giây lát. Chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình Nàng Dâu Thời Nay với vòng 3 mang tên Chung Một Mái Nhà. Luật chơi sẽ có 3 gói câu hỏi tương ứng với mẹ chồng, nàng dâu và người chồng. Các thành viên của gia đình sẽ chọn ngẫu nhiên một gói câu hỏi. Sau khi đọc câu hỏi, cả hai bên sẽ cùng nhau viết câu trả lời. Thời gian trả lời trong 90 giây. Mỗi đáp án đúng được 2 triệu đồng. Nếu trả lời đúng hết cả 5 câu, sẽ mang về tổng giải thưởng là 20 triệu đồng. Gia đình Hữu Tiếu ơi, bây giờ chúng ta đến với vòng 3 rồi. Chúng ta sẽ có 3 gói câu hỏi tương đương với 3 thành viên trong gia đình. Nàng dâu, mẹ chồng và chồng. Chúng ta sẽ chọn một gói thôi nha. Bây giờ chúng ta có 5 giây tham khảo để chọn ra một gói. Xin mời, 5 giây bắt đầu.
Rồi bây giờ mình chọn gói nào ạ? Gói C. Chồng. Dạ. Em nghĩ rằng em sẽ hiểu ý ảnh và trùng khớp với ảnh không? Dạ hiểu. Hiểu. Dạ. Sống mười mấy năm rồi mà. Hy vọng là như vậy. Dạ. Hy vọng những gì mà ảnh đưa đáp án sẽ trùng khớp với em. Dạ. Nha. Và bây giờ xin mời các thành viên vào vị trí. Xin mời. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 3 chung một mái nhà. Thế lệ của vòng 3 như sau, chúng ta sẽ có 5 câu hỏi và chúng ta phải trả lời 5 câu hỏi này trong vòng 90 giây. Và mỗi lần khi mà chúng ta ghi đáp án vào trong bảng rồi thì chúng ta phải nói là xong để làm ngừng thời gian lại, để dành thời gian cho những câu hỏi về sau. Chứ không là mình không nói xong, nó sẽ mất đi thời gian. À, các thành viên đã hiểu chưa ạ? Hiểu anh. Còn mẹ Huệ thì ngồi kế bên, nghĩa là cổ vũ hoặc là góp ý nha. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 1. À quên, Lâm còn nhắc cho mọi người nhớ là khi chúng ta trả lời câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, nếu đúng hết, mỗi câu chúng ta sẽ được thưởng là 2 triệu đồng. Nhưng đến câu số 5, trả lời đúng luôn, thì chúng ta sẽ được phần thưởng gấp đôi. Không phải là 10 triệu mà là 20 triệu. Nha, cố gắng chúng ta có 20 triệu đem về nha. Câu hỏi số 1 như sau. Con vật mà Ngọc sợ nhất là con gì? Con gì sợ nhất? Chồng sợ nhất con gì? Xong chưa? Xong. Xong, ngừng. Xong. Vâng. Trong gia đình của chúng ta là chắc chắn rằng ở với nhau hơn 10 năm rồi đúng không em? Thì con gì mà chồng em sợ là em biết liền. Em sợ con gì? Em sợ con chuột. Em giống anh. Anh sợ con chuột lắm. Rồi bây giờ chúng ta hãy xem đáp án của Mộng Tuyền. Con chó. Ủa? Tại sao em nghĩ là chồng em là sợ con chó? Mỗi lần mà ông thấy con chó là ông chù 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 không? Xua đuổi con chó? Dạ đúng rồi. Ở nhà có nghĩa là mình không có nuôi con chó nào hả? Dạ không. Không nuôi con chó. Tại vì chồng sợ chó nên không nuôi luôn. Dạ. À cũng đúng. Để xem đáp án của chồng em là gì nha. Đáp án của Ngọc là con chó trùng khớp. Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi số 2. Mỗi lúc rảnh Ngọc sẽ giải trí bằng cách nào? À, karaoke, xem phim, đi coi nhạc, cải lương hoặc là cái gì đó. Rảnh rỗi. Anh muốn hỏi Mộng Tuyền. Đáp án của em là uống cà phê. Uống cà phê. Và bây giờ để xem đáp án của chồng em có phải là uống cà phê không. Đáp án của chồng em là uống cà phê trùng khớp. Câu hỏi số 2, gia đình của chúng ta đã có thêm 2 triệu đồng nữa, đó là 4 triệu. Và bây giờ chúng ta đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 như sau. Lau nhà, giặt đồ và rửa chén, chồng của em giỏi nhất việc nào? Trời ơi, câu này nhanh lên ghi đi. Lau nhà, giặt đồ và rửa chén, giỏi nhất là việc gì? Rửa chén, giặt đồ hay lau nhà? Nhanh lên. Rửa chén, giặt đồ hay lau nhà? Nhanh lên mọi người ơi. Nhanh lên để hết thời gian rồi. Rồi, xong chưa? Em có phụ vợ làm việc nhà không? Có. Thường thường là phụ cái gì? Giặt đồ. Giặt đồ. Có lau nhà không? Không. Có rửa chén không? Cũng có. Cũng có rửa chén. Có nghĩa là phụ hai cái, giặt đồ hoặc là rửa chén. Vậy thì đáp án của Ngọc là giặt đồ. Tuyền ơi, đáp án của em là giặt đồ trùng khớp. Như vậy là câu hỏi số 3 trùng khớp. Chúng ta đã có được thêm 2 triệu nữa là 6 triệu đồng tiền thưởng. Và bây giờ chúng ta đến với câu hỏi số 4. Trả lời đúng câu hỏi này, chúng ta có cơ hội đến với câu hỏi số 5 để giành 20 triệu đồng nha. Câu hỏi số 4 như sau. Màu sắc mà Ngọc thích nhất là màu gì? Nhanh lên. Em thích màu gì Ngọc? Màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu tím, màu hồng, màu gì? Nhanh lên. Ngưng. Còn em ở đây, ngưng. Rồi, Tuyền ơi, chồng em thích màu? Màu đen. Tại sao em lại nghĩ rằng chồng em thích màu đen? Tại em thấy ông thường mặc màu đen, mà có một cái màu đỏ mà ổng đi đông cũng mặc em chê nên em không chọn màu đỏ. Có một cái áo màu đỏ. Dạ. Mà chồng em mặc nhưng mà em không thích, thành thử ra em cho cái màu đỏ ra chỗ khác. Dạ. Thành thử ra em không chọn, em chọn màu đen. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ xem đáp án của Ngọc là gì. Màu. Yeah. Oh yeah. Màu rất tươi, màu đỏ. Và câu hỏi số 4 là câu hỏi không trùng khớp. Vì vậy cho nên là chúng ta không có tiền thưởng 2 triệu. Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi số 5. Ngọc ơi,
món ăn mà Ngọc không thích ăn là món gì? Món gì mà chồng em không thích ăn? Chồng nha, chứ không phải em nha. Ok, rồi. Chúng ta đã đi qua được 4 câu hỏi và chúng ta chỉ mới trả lời có đúng 3 câu. Và chúng ta đã trật một câu, vì vậy cho nên là câu số 5 này không thể nào chúng ta có 20 triệu được. Nếu trúng câu này chúng ta sẽ có 8 triệu. Em nghĩ rằng chồng em là không thích món gì? Ông không thích ăn ngọt, là nhất là chè. Không thích ăn ngọt. Vì vậy cho nên đáp án của em là? Chè. Chè. Chè là món chồng em không thích. Để anh xem coi câu đáp án lần này có đúng không nha. Ngọc ơi, vợ em nói là em không thích ngọt đúng không? Đúng rồi anh. Bây giờ chúng ta sẽ xem đáp án của Ngọc là gì. Món chè trùng khớp. Vâng, và với câu hỏi số 5 này, gia đình Hủ Tiếu đã đem về cho mình thêm 2 triệu nữa. Tổng cộng gia đình Hủ Tiếu đã có 8 triệu đồng tiền thưởng. Vâng, chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình Nàng Dâu Thời Nay. Và sau 3 vòng thì gia đình Hủ Tiếu của chúng ta đã có phần thưởng là 8 triệu đồng. Và bây giờ xin thay mặt cho chương trình gửi đến gia đình 8 triệu đồng phần thưởng và một phiếu mua hàng vali túi sách ba lô trị giá 1 triệu đồng. Xin gửi mẹ Huệ. Dạ, ngày hôm nay mặc dù là chúng ta không dành phần thưởng 20 triệu, nhưng mà chúng ta cũng đã trải qua được một cái phần thử thách rất là tuyệt vời. Hôm nay tham gia chương trình thì em có thấy là mẹ em và vợ em vui hơn không? Gần gũi hơn hay không? Dạ, theo như trong chương trình này em thấy mẹ với vợ em nó gần gũi hơn. Mới đầu về á là em vụng về việc nhà đó nên mẹ... Chứ bây giờ em không có vụng về hả? Nhưng mà em giỏi cái khác. Em giỏi về buôn bán làm ăn. Dạ, với em xin cho mẹ được nhiều cháu. Quá tuyệt vời. Hy vọng rằng với chương trình Nàng Dâu Thời Nay thì gia đình của chúng ta sẽ luôn luôn gắn kết với nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Chúc cho gia đình luôn luôn hạnh phúc nha. Và bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Chúng ta Long xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại vào chương trình Nàng Dâu Thời Nay vào lúc 19h15 thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.